À, chào anh, thì em test nha. Test em chưa đấu gì cả, chỉ cũng chưa vệ sinh luôn. Nói chung test nhanh để cho anh xem. Ok, em test là ở 80V nha. Cái này thì cũng như em nói với anh rồi đó, chạy khoảng 100 VDC mới đạt công suất tối đa nha. Thì cái tăng áp của em nên là em chỉnh chỉ khoảng 80 thôi, cho nên chạy đỡ 80. Cái này hàng hệ nhé. 82 nha, em để 82. Cái xe này nó chịu đựng khoảng 90V lận, cho nên nói chung là em hạ nha, xuống một chút. Cái máy đo này nó bắt đúng không ta? Tại vì em thấy nó quay cực kỳ nhanh luôn á. Sao có 2.000 máy hả? Ok, sẽ test lại nha. Mình thấy cái độ nó giật ha. Những cái giật như vậy thì cái moment nó lớn à, moment xoắn nó lớn. Cuối cùng chỉ đạt khoảng 2.000 máy ha. Bó tay. Sao ta? 2.000 máy. Cái này khả năng phải đấu lại áp thấp mới hiệu quả. 2.000 máy. Tại sao nhìn thấy rất là nhanh luôn nha. Mà sao lại chỉ có 2.000 máy ta? Nhìn thấy nó rất là nhanh luôn á. Cái này thì chịu nha. Chịu. Không biết nó bắt. Ok, tạm thời là vậy nha. Tạm thời em test thì nó lên 2.000 máy á. Nhưng mà ở ngoài em thấy thì cũng rất là nhanh. Tem ghi 10k vòng. Em sẽ xem xét lại. Khả năng sẽ đấu lại áp thấp.